Bà Aung San Suu Kyi là một trong những người phụ nữ được quý trọng nhất thế giới. Trong cuộc bầu cử năm 1990, đảng của bà được 59% phiếu trên cả nước và 81% ghế đại biểu quốc hội, nhưng kết quả đã bị phe quân sự Miến Điện hủy bỏ. Trong những năm sau đó, bà đã sống trong tình trạng bị quản chế hầu như suốt thời gian, nhưng bà không nao núng để vận động dân chủ cho Miến Điện. Thậm chí bà không chịu ra nước ngoài để chịu tang người chồng vì sợ phe quân sự không cho bà quay về. Năm 2008, bà không thể đến Mỹ để nhận huân chương vàng của Quốc hội Mỹ. Huân chương cao quý này từng được trao cho Đức Đạt Lai Lạt Ma năm 2007 và những người khác như Mục sư King của Mỹ, Đức Giáo hoàng John Fallow, Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Cách đối xử của phe quân sự với bà là thước đo để Hoa Kỳ đánh giá tình hình ở Miến Điện. Khi bà được trả tự do, Hoa Kỳ đã nối lại quan hệ với Miến Điện. Khi bà đến Washington, các giới chức Hoa Kỳ muốn chờ xem bà có đồng ý để Hoa Kỳ nới lỏng thương mại với Miến Điện hay không. Khi đến thăm đài VOA, bà nói rằng bà ủng hộ chuyện tháo bỏ trừng phạt Miến Điện. Đã đến lúc Miến Điện đứng trên đôi chân của mình. Tôi rất cảm ơn những gì Hoa Kỳ đã làm để giúp đỡ các lực lượng dân chủ. Các biện pháp trừng phạt đã giúp chúng tôi rất nhiều. Có nhiều người cho rằng trừng phạt ảnh hưởng xấu cho kinh tế Miến Điện, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm đó. Công ty Coca-Cola của Mỹ mở cửa lại ở Miến Điện sau hơn 60 năm vắng bóng. Các công ty Mỹ khác như Visa, Mastercard và Chevron cũng muốn trở lại làm ăn tại đất nước có 60 triệu dân và giàu nguồn lực này. Sự tham gia của doanh nghiệp Hoa Kỳ vào kinh tế Miến Điện sẽ tạo điển hình về cách đầu tư có trách nhiệm và cách hoạt động doanh nghiệp, đóng góp vào cải cách thêm nữa, phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của người dân. Chuyến đi 2 tuần của bà Aung San Suu Kyi sẽ được phủ kín bằng những nghi lễ ngoại giao, nhưng bên cạnh đó, bà cũng gặp cộng đồng người Miến Điện tại Mỹ và đi xem những thắng cảnh. Vì người Mỹ đã sẵn ngưỡng mộ bà, chuyến đi của bà dự kiến sẽ hết sức thân tình và ấm cúng.